shop nghiemuclen.vn bán tất cả các loại game, nạp game uy tín giá rẻ chất lượng tại shop nghiemuclen.vn. Twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình và Nghĩa Lên. Chúc anh em có một buổi học tập và làm việc vẻ vẻ nha. Nói chung là hôm nay thì sinh nhật của Tamao TV đây nha các bạn. Kẻ dữ lắm. Thì hôm nay đi có team bàn tay đúng nha các bạn, không thiếu ai hết. Quá kia team ai kìa? Đi nói lộn team đi. Nói chung đây là cũng team nhưng mà Hò Râm TV. Ai hôm nay mình đi mình dẫn theo người yêu của mình nha. Đây là đang bạc thờ các bạn. Đang người yêu của Thiết. Còn đây là Nguyên Mạch Tó Nhật Mạch Heo Nhật Chán Còn các bạn. Đây. Ồ, quá có vợ anh hai nữa. Đồ tôi không có chứ. Tôi này con nào tôi chức cho anh hai chứ. Anh không vợ anh luôn. Anh ngược ít như thế vậy kể. Ủa, nãy giờ chưa quay vậy. 8 tuổi không? Bây giờ vô sinh nhật ngày đế anh hai lột anh hai đế hay là mố anh hai mố ấy là diện thôn quá mố cùng ở đây đây vô bây giờ mình sẽ vô phòng của anh hai mặc đẹp trai nha các bạn. Thiếu là từ hồi giờ không thấy nó mang kẹp này mang kẹp là biết rồi chứ mà anh hai vô đủ rồi mà anh gọi kêu chưa tới rồi trò đó chết trò trò của không. Ủa Thiếu lách đi đâu nghe nhạc rồi có rồi thè khói rồi này thè khói nữa đồ quá đồ ấy chơi luôn lên chiến đàn. Bây giờ mấy anh em bắt đầu vô cái cuộc sinh nhật của anh hai nha các bạn. Đồ mấy món ăn các bạn. Tiến sĩ review trước không? Review trước. Đây là máy nhân viên. Vô giới thiệu nhân viên thật tình lên. Gia đình nhà này. Vô giới thiệu gia đình. Đây các bạn, đây sinh nhật nhà của anh hai nha các bạn. Thuộc đầy đủ hết cả nhà luôn á. Này giới thiệu anh hai. Đây là em của anh. Điều này không anh? Hello anh Đinh. Em muốn đó các bạn. Mà đưa chữ anh nhậu cũng lắm. Đây đồ. Đây đồ. Ở đâu vậy? Sao bạn? Nam nữ nữ kiếm đâu? Bà bà. Đâu? Ở ngồi ấy. Mẹ đâu? Đây mẹ đây. Đây là mẹ của anh hai. Giống như xịn hai luôn các bạn. Nhà này đám cưới mà có cái thùng kia vậy? Đâu ok mình để giao tiền cho các bạn nó chịu mình để giới thiệu cho đây là con bé cô Quyên nha các bạn. Cô Quyên đúng không? Quyên đây là bồ Quyên nha các bạn. Đây là vợ hai của Quyên. Quyên đâu bồ Quyên đây qua đây ngồi với mấy mày đây mẹ vợ đây mẹ vợ đây không mẹ vợ đây đây phải ơi Mỹ Châu mà. Mỹ Châu á. Mỹ Châu mẹ vợ kêu đúng chưa? Mỹ Châu. Đây, mẹ vợ đây. Đây là mẹ Châu rồi. Ôi gà nó kêu cái kêu quá. Nhức kêu. Trời cái clip này nó ồn như cái chợ các bạn. Không đáng coi nha. Clip này cái đoạn này mình sẽ tua từ đầu tới cuối luôn, không có đoạn hai cắt bên kia vào đâu nha các bạn. Em nhớ rồi. Mình kết thúc clip tại đây. Tao đó có bên kia rồi nó nào miệng chứ.
hôm nay là cũng ngày sinh đồ mình ở trong này cao nhất lần qua mở mấy anh giờ uống ngu hết tại chỗ. Mày sao mày uống nước ngọt mày? Còn mày bia cái này rượu quanh chứ nước ngọt. Ai à, tay mày cả hai à, người anh em mình. Để em biết em mở mấy anh mấy chị. Em ở trong bàn uống cho uống cái mưa nha. Hello anh em, hôm nay mình cũng quay một clip đó là mình dẫn Thiết Thiết và cô em đi ăn ở Phú Yên nha các bạn. Tại sao biết em vậy đi. Dẫn Thiết với cô em đi ăn bữa nha các bạn. Sao dẫn hay được chưa? Chị dẫn anh em thôi. Rồi bây giờ mấy anh em sẽ bắt đầu đi nha các bạn. Ok các bạn, hiện tại đi xuống mà không tình cờ gặp mấy buổi đây đã ní đi chứ cho rút chứ quen không à em cũng gặp mấy ngày tôi thiệt mệt ngán thiệt luôn đi đâu gặp quá ai đây ai nữa ấy đó bộ cũng lên mà cái lưỡi ruộng mưa đụng mà giờ mang gì cơ giờ mang gì cơ đây hiện tại đang vô cái bì các bạn. Ok bây giờ mình giới thiệu lại từ đầu tới cuối là đây Nhật vợ mình nha các bạn. Đây đây là chị hai các bạn. Còn đây đó đó. Của em. Đồ bên kia là em trai đến từ Hà Nội. Vợ của vợ của bạn Vân mập của mình tên Tinh nha các bạn. Rất là dễ thương luôn cái bụng sao xinh. Sao anh cứ quan sát nó mập thì nó mập chứ. Đây, bút nó có đây là phút phút tạ. Ai cho hai người ngồi xuống rồi nha. Ủa rồi chụp mồi. Từ lên. Đây người yêu của Phúc các bạn. Bí thứ 15. Ờ, được để tính được đâu. Đây là con Thiết comment bên kia các bạn. Sao người vợ. Vợ đang buồn với nhau á. Vợ hẹn 3 ngày nữa có mặt Sài Gòn có nó bữa mà. Người nói vậy. Thôi mình chờ món lên mình quay nha các anh em. Tại đây giờ thằng hai cô lộ anh hai nên dứt mang kéo lên cô muốn rớt ra ngoài ngay rớt ra ngoài gần á con nào sống sống nha anh hai đó anh nhận anh sống đi quyền xuống đen hai lọt người đó anh luôn nghĩ nó có mấy cái càng mấy cái quy mày nó có một cái càng lớn đi à trời ơi chưa rộng thôi quy quá nhiều ấy. Mình là cái gì này chứ thử. Anh nhảy xuống đó gửi. Có con gì đó là con cua rồi, con cua rồi. Con cua. Anh hai nhảy xuống đó gửi em giúp anh hai được. Sao em đâu thấy con gì đâu ta? Ghẻ đây nè, như cái mấu trung nè. Ờ. Còn bên kia là hầu. Mình xưa vậy. Thấy cái chết rồi sống. Chết trên nó nèm đấy nè. Cho cảm nhận nha. Ê chết mẹ hai con luôn. Ui đó là chết hai con luôn. Hả? Cái gì nó nhỏ rồi đoạn cái kìa nghe các bạn. Món khởi đầu các bạn, món tôm luộc. Đâu rồi, bây giờ chỉ đi nguyên một con. Đây, anh ơi hút, mày ngay giọng nút vào đất luôn. Bê cái đầu đây. Đúng rồi. Báo cho anh hai này. Đều gạch mình đi nhờ. Lục vỏ này, vỏ. Lục vỏ. Lục ai hút? Dừng ăn vỏ. Các bạn hãy đoán đi. Mang nước cái nước gì mày? Không, tao biết nước gì hết đó. Nước phân á, phân cái đều tôm á. Nước ăn vỏ. Thôi các bạn, mấy anh em mình dùng đi. Nghe. Cái chén ăn vỏ. Đấy. Cái chén rồi. Bọn Thiết vô nào đấy. Đù. Để mở tay đi, không tay Thiết mà ấy ta hai anh từ anh hai đột quay trúng mỏ anh đang ăn mà anh cười các bạn nha. Mày uống nữa nếu mà nguội ăn chứ nhiệt lầu anh nhiệt đồ ra đây đấy là sao đỡ bồ cát anh hai bồ hai anh hai bồ hai nào ông hai nè anh đâu có buồn nào anh buồn cũng bồ xích ở bên kia bồ héo quá chị hai ai ông cứu mình chữ là con mẹ nó một nhành nữa. Chứ ôm đây mình đây cứ ôm anh kìa anh gì mới lục cho mẹ nè nè cái gì anh tình cảm vậy quay đi ăn đám cưới á nè cả người chiến rồi mà bây giờ chú Xây còn con tôm cuối cùng các bạn chú Xây mình chú Xây nha 1, 2, 3 hả rồi bây giờ em chúc nó đi em chúc
cho anh lên được một tạ. Mẹ ông lột tao nguyên ăn mà đâu ăn đâu ăn đâu sợ. Được rồi, anh không có được mập đây. Đúng là trâu bò hút nhiều rùi muối hướng trái. Đó tao ăn cho quay quay như vậy. Ăn quay đi, ăn đi. Ăn ngại lắm. Vì sao biết sao? Các nhà mình ăn ngại cùng em. Con dưa này ngại ngại cùng. Thằng như nãy giờ cái bóc cây của cái giùm tâm tâm người chứ. Nãy giờ bóc cây giờ cũng thấy mấy mày tới làm tâm. Nói gì hết cũng ăn được quý mày. Món cơm nha các bạn. Giờ mình sẽ nói chung là cơm mình ít ăn lắm. Làm chén thôi. 2 phút đầu không các bạn. Nói chung là chén nó chưa có mà chén bên đây là có rồi nha các bạn. Bây giờ là món tiếp theo của chương trình VTV8 là món cái mú xà bún các bạn. Mèo. Wow. Món này là mình cuốn ăn nha các bạn. Khá lâu rồi tìm mình chưa ngồi với nhau như này. Sao vợ anh hai dè vậy ta? Nếu mà chị anh hai cứ kêu vợ anh trí là chết con nào. Tôi bỏ qua đoạn này các bạn mình sẽ test luôn. Mày ăn nha. Em cuốn xấu quá anh. Sao bỏ đó? Khó ăn này. Ừ. Cái tay em là anh biết cái cuốn gì đẹp được. Ok các bạn, thiết mày ăn mà mang chó mình chờ khắp mình các bạn. Xương mà nó cũng ăn luôn. Quay nữa mày. Nó quay người ăn đang uống ngọt nãy rồi liêu rậu. Em thấy cái xương nó hương vị như thế nào? Còn ngọt. Ngọt ấy. Béo. Sao chó kêu nữa? Anh ngon ngọt nha. Tại đây tôi làm cái dưa là kêu mà thèm nó dưa giòn lại nữa. Đục mà nhai. À đúng rồi, xì luôn. Hèn gì bữa thấy mình nấu dặm đuôi mày chị. Còn đơn thiếu kìa các bạn. Tính ra anh nghèo cho sạch không? Tiết kiệm là quốc sách và anh nhậu đồ uống cho sạch. Đúng rồi. Đây, ok, sau khi cuộc chơi đã kết thúc thì bác đi mà biết điều gì các bạn. Tại quay lại con cầu này, đột bánh đón đang tưởng tượng đi hát kêu cơ các bạn. Đây, đi, đi, anh đi chở gì nữa? Đó, thiết mới đâu lâu vậy? Thằng chứa đâu? Chú cuộc sống này. Bác gì anh? Chắc luôn. Chú nó bao chấm chấm thấy không? Nhìn con chú nó cũng lão hao sao nó mất cái đều nó béo. Chú nó ngứa cũng lắm. Hồi đợt bác con chân nhỉ. Bao quy đều anh? Ta đang bạc bao quy đều hả? Bao quy đều vậy nó khủng khủng con điên hả? Có mày. Hồi đợt xuống biển thường tháng đó mình thường ôm cho bụng á. Đồ nó ngứa y chỉ như là cát ấy. Hồi lòng y chỉ như là con gì kính ấy. Ừ, anh em bây giờ các bạn. Nói chung là cuộc chào của anh em mình cũng dừng tại đây nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký chia sẻ mẹ để ủng hộ team mình nha các bạn. Ừ. Anh ăn cần... nấu lâu liền. Khá lâu rồi mà chưa ăn với anh dài hả? Trời, trước ăn nấu được. Ăn qua trong nhà ăn nấu. Chứ có bàn rưỡi. Nói là đúng, anh tao sâu. Không phải các bạn nha. The world is waiting half a step beyond our door.